Thành đoàn Long Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2022-2023 và ra mắt Hội đồng trẻ em thành phố Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2027. Hội nghị đã ra mắt chương trình Hội đồng trẻ em thành phố Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2027 với 28 thành viên. Thông qua mô hình hội đồng trẻ em giúp cho các cơ quan tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách và ra quyết định về trẻ em. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tuyên dương khen thưởng 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, đội, phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2022-2023.